Xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm Quý Mão, và ngày hôm nay thì shop máy bơm mini 68.com đang sử dụng chiếc máy bơm không chổi than 12V 55W để test. Ngày hôm nay thì shop sẽ hút nước từ dưới cái ao lên để tưới cái vườn cây qua 50 mét ống dẫn dài đây. Ngày hôm qua mình mới sử dụng cái mua cuộn ống này 50 mét ống 21. Để ngày hôm nay mình sẽ tưới cái vườn này bằng cái con bơm này các bác nhé. Bơm 12V 55W không thể than, cục gốm. Dòng bơm này thì có thể ngâm chìm hoặc để nổi đều được. Hôm nay shop sử dụng để hút cái ao độ sâu khoảng 2 mét lên bên trên. Đường ống hút thì khoảng dài khoảng 4-5 mét. Các bác lưu ý là khi mà sử dụng hút để nổi ấy, là cái đường hút là phải kín. Đường hút hở thì nó sẽ không mồi lên được. Đó, hoặc là khi mà chúng ta bóp mạnh đầu ra quá thì nó sẽ tụt nước. Cho nên đầu ra đầu vào là em làm rất kín này, đầu hút này. Sau đây thì em sẽ cắm cái vòi nước vào để đi tưới cây, tưới vườn cho các bác xem. Con bơm này có cột áp rất khỏe nhá. Đẩy cao tới 11 mét, lưu lượng 20 lít trên phút cho nên nó đẩy rất khỏe luôn. Đi qua cuộc đấu 50 mét vẫn vô tư. Bây giờ bác chờ em một chút. Em gắn ống. Ok rồi. Đó. Đi theo đường ống của nó thôi các bác ơi. Đây đường ống là 50 mét của em đây. Một số đoạn nó gập. Đó, 50 mét ống nha. Nói không sai, không có các bác đâu. Bảo em nói sai. Nhiều đoạn hơi xoắn, không sao hết. Khu vực này có máy bơm tưới vườn quá đẹp. Nó cao thế này không có điện lưới các bác ạ. Không có điện lưới mà không có máy bơm thì chúng ta sử dụng bình ắc quy chúng ta tưới tiêu thôi, ngon lành. Chứ còn không có thì là rất là rách việc, không có sức nào mà gánh cả. Để cho nó ổn định đi trước các bác. Đang còn ra chân không đây này. Năm mươi mét thì nó rất là tiết kiệm điện, qua 50 mét ống mà rất là dài, qua 50 mét ống rất dài cho nên mà nó đang còn được như thế này là rất là tuyệt vời rồi. Nó sẽ dùng để tưới mấy cây ăn quả nha em. Áp của nó khá khỏe. Nó đẩy cao 11 mét cho nên mà nó khi đi qua 50 mét ống thì áp của nó vẫn đang còn rất là mạnh. Còn nếu mà chúng ta sử dụng những con bơm mà cột áp 5-6 mét mà đi qua 50 mét ống này thì nó yếu lắm các bác ạ. Nó đến nơi là yếu mà nó hại máy. Những cái dòng bơm không chịu than, chịu gốm này thì cột áp của nó rất là cao. Lưu lượng của nó thấp thôi nhưng mà nó cao. Nhưng mà khi mà lưu lượng thấp thì thấp nhưng mà nó suy giảm cột áp nó ít thì cái lưu lượng của nó hầu như là được giảm ít lắm, bảo toàn. Như thế là con này lưu lượng 20 lít một phút là cái lưu lượng tối đa á. Nhưng mà em thấy là khi mà đi qua 50 mét ống này lưu lượng nó ra thế này cơ mà. Chứng tỏ là nó hầu như giảm rất ít. Hoặc là giảm cùng lắm là giảm được 1 lít thôi. 1-2 lít thôi. Chứ còn lưu lượng như thế này là cũng ok rồi, cũng tầm 20 lít một phút rồi. Em bóp đầu ra này, phun rất là mạnh luôn. Đấy, phun xa luôn nè. Con bơm này các bác có thể lắp trực tiếp tới pin năng lượng mặt trời được. Hệ thống pin năng lượng mặt trời ấy, nó tiêu thụ ít điện. Đây là ống ra 21 các bác nha, dòng chảy của nó này qua 50 mét ống dẫn này. Nó quay từ bắt đầu từ máy đến kia các bác xem đây. Đây là dòng chảy của máy này. Những cái con bơm chìm ấy lưu lượng nó sẽ lớn hơn, bơm chìm chổi than. Nhưng cột áp của nó không cao bằng cái dòng này thì nó đi thế này thì nó cũng yếu. Hoặc là nó đi xa hơn nữa là nó chịu không đi được. Và những dòng đấy thì nó ăn nhiều điện hơn dòng bơm này. Dòng bơm này nó ăn ít điện lắm. Như em nói thì nó chỉ có hết mấy chục watt thôi. Tiết kiệm bình, nói chung là thế. Dòng bơm này thích hợp bác nào là thích sự nhỏ gọn, bền bỉ. Nhưng mà bơm không chổi than này các bác yên tâm, bền luôn.
chung là thế này là tưới là được rồi các bác, dòng chảy thế này là tưới quá ok, quá đẹp rồi. Đấy, thôi video này thì em xin kết thúc tại đây thôi. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng cái kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 6898 366, website là maybơmmini68.com. đấy, các bạn thấy là máy chạy rất êm, chả thấy cái tiếng kêu gì cả các bác. Loại này là động cơ chạy êm đấy, chả thấy tiếng kêu gì cả, hơi ấm ấm máy thôi. Loại này chạy cả ngày cả đêm luôn. Các bác có thể là cứ cắm hệ thống năng lượng mặt trời hoặc bình ắc quy cho nó chạy cả ngày cả đêm, nó tưới vào gốc cây không lo hỏng đâu các bác nhá. Đấy, em xin kết thúc video tại đây. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 6898 366, website là máybơmmini68.com. Xin chào các bác.